chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tin tức Mekong được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh HGTV. Hôm nay, 30 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 11 tháng 8 năm Đinh Dậu, sẽ có nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, những năm gần đây, mít Thái thì được nhiều người biết đến bởi vì loại mít này giòn tráo, vị ngọt đậm và thơm mát, ít xơ, thậm chí là xơ cũng có thể ăn được và rất ngon. Không những thế, kỹ thuật trồng cây mít Thái lại khá đơn giản, ít công chăm sóc và không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian sinh trưởng ngắn cho thu hoạch nhanh, năng suất cao, đậu trái qua năm cho nên được nhiều người nông dân miền Tây lựa chọn để trồng như là một loại cây kinh tế chủ lực. Theo nhiều nhà vườn ở Hậu Giang, hiện tại giá mít Thái đang ở mức cao kỷ lục, tăng gấp mấy lần so với cùng kỳ năm ngoái, nên nhà vườn trồng giống mít này vô cùng phấn khởi. Phóng viên Tin tức Mekong đã có mặt tại Hậu Giang, một trong những địa phương trồng giống mít Thái siêu sớm nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, để ghi nhận niềm vui của bà con nông dân được mùa, được giá. Hiện mít Thái được các thương lái vào tận vườn thu mua với giá từ 40 đến 45.000 đồng một ký, tùy kích cỡ và chất lượng, tăng hơn 25.000 đồng một ký so với thời điểm cách nay 2 tháng. Đối với cây mít Thái siêu sớm được 3-4 năm tuổi, có thể cho năng suất khoảng 3 tấn một công. Với giá bán cao như hiện nay, trừ hết chi phí và công chăm sóc, nhà vườn thu nhập khoảng 50 triệu đồng một công, cao gấp 3 lần so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Hàng năm từ 10 tới 12-15 ngàn thì nông dân đã có lợi rồi. Thì hiện nay thì cái giá mít được 40 và 45 ngàn như vậy thì nông dân lời rất là cao. Bởi vì cây mít thì dễ trồng, dễ làm đất và rất tốn kém là phân thuốc. Tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng 800 hectare mít Thái siêu sớm, tập trung nhiều ở huyện Châu Thành và Phụng Hiệp. Thưa quý vị, ở các vùng nông thôn, việc người nông dân bị những đối tượng xấu trộm cắp gà vịt rất phổ biến. Tình trạng này gây bức xúc cho những người bị mất của. Tuy nhiên, bức xúc tới mức cầm hung khí đi giết người vô tội, khi nghi người ta là thủ phạm trộm gà thì lại là một tội ác không thể dung thứ. Liên quan đến vấn đề này thì mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa tuyên phạt hai đối tượng mức án 33 năm tù về tội giết người. Điều xót xa là người đàn ông vô tình bị hại là nghi là thủ phạm đã trộm hai con gà để lại hai đứa con còn nhỏ dại. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa xét xử bị cáo Chao Sơn, sinh năm 1990 và Chao Sóc Ra, sinh năm 1992, cùng ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang về tội giết người. Trước đó, hai đối tượng cùng uống rượu tại nhà Sơn, Chao Sóc Ra nhìn thấy ánh sáng đèn của người đang đi soi nhái ngoài cánh đồng, ra bèn rủ Sơn đi đánh mấy người này vì nghi họ bắt trộm gà vịt nhà mình. Chúng lấy hai khúc cây và một cây búa chạy ra đồng gặp Chao Rớp đang soi nhái, liền tấn công anh này tới tấp. Mặc dù Rớp hô đánh nhầm người rồi, nhưng Sơn vẫn tiếp tục cầm búa chém cho đến khi Rớp nằm bất động, cả hai mới bỏ về nhà. Rớp được những người soi nhái phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Kết thúc phiên tòa, Chao Sơn bị tuyên 18 năm tù, Chao Sóc Ra 15 năm tù. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại trên 130 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của bị hại đến tuổi trưởng thành. Mới đây, một vụ việc gây xôn xao dư luận đã xảy ra ở Vĩnh Long. Một nữ sinh lớp 9, sau khi tan học không thấy về nhà, gia đình trình báo công an mới phát hiện cô bé đi hẹn hò với người yêu ở quán cà phê. Qua điều tra, được biết gã trai trẻ này đã nhiều lần có hành vi giao cấu với bé gái. Đáng nói hơn, không chỉ có một bạn trai, cô bé còn có quan hệ yêu đương với hai thanh niên khác. Đối diện với vụ việc này, ba gã trai phải hầu tòa và lãnh án vì giao cấu với trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, ở khía cạnh của bé gái, chắc chắn sẽ để lại nhiều hệ lụy đau lòng về sau. Vụ việc này là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục và định hướng con cái của mình ở độ tuổi vị thành niên trước nhiều cám dỗ của cuộc sống. Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Lê Phúc Thịnh, sinh năm 1996, ngụ ấp Phú An, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về tội giao cấu với trẻ em. Trước đó, Thịnh kết bạn với em LNTA, sinh năm 2002, đang là học sinh lớp 9. Sau nhiều lần trò chuyện qua lại, Thịnh hẹn A đi uống cà phê. Tại quán, Thịnh và bé A đã quan hệ tình dục với nhau. Đến tối không thấy A đi học về như thường lệ, nên gia đình đã chia nhau đi tìm và đến trình báo cơ quan công an. Trưa hôm sau, gia đình mới tìm thấy A. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, công an đã mời Thịnh về làm việc. Tại cơ quan công an, Thịnh đã khai nhận hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với A. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trịnh Lê Phúc Thịnh 18 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Qua điều tra, còn có hai bị can nữa cùng yêu A và có hành vi giao cấu với cô bé. Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ sẽ đưa hai bị can này ra xét xử vào ngày 6 tháng 10. Anh Nhật Minh này, vào mùa mưa ngoài chuyện ngập lụt đi đường nguy hiểm thì anh Nhật Minh còn lo lắng về chuyện gì nữa? Sợ nhất là bị sốt xuất huyết đó. Vì mùa mưa thì ao tù nước đọng nhiều, nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết cũng tăng cao. À, Quỳnh Long biết không, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới thì từ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận gần 125.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó thì có 29 ca tử vong.
Và không chỉ riêng Việt Nam, mà trên thế giới thì có hơn 3 tỷ 900 triệu người ở hơn 100 quốc gia vùng lãnh thổ phải đối mặt với nguy cơ bị sốt xuất huyết. Vâng, sốt xuất huyết thực sự là một mối nguy đối với sức khỏe của cộng đồng. Nhưng có một tin vui là sắp tới đây sẽ có biện pháp giúp cho mọi người hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh này. Sau một thời gian thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa sốt xuất huyết, sắp tới Việt Nam sẽ lưu hành vaccine ngừa chứng bệnh này. Việt Nam sẽ lưu hành vaccine ngừa sốt xuất huyết trong thời gian tới. Hiện Viện Pasteur TP.HCM đang đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vaccine được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên hơn 2.300 trẻ em. Quá trình thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trong vòng 6 năm và được lựa chọn tại Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là hai nơi có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao trong nhiều năm qua. Hơn 2.300 trẻ được lựa chọn tham gia thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết trong độ tuổi từ 2 đến 14 tuổi. Trẻ tham gia thử nghiệm được tiêm 3 mũi vaccine sốt xuất huyết, mỗi mũi cách nhau 6 tháng. Loại vaccine sốt xuất huyết thử nghiệm có thể thực hiện 4 tiếp lưu hành hiện nay từ D1 đến D4. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả bảo vệ cao nhất đối với tiếp D4 và an toàn cho người sử dụng. Xuất phát từ việc người dân phản ánh về tình trạng nhiều hộ gia đình nuôi chó nhưng không xích mà để chó thả rong gây nguy hiểm cho người đi đường, phóng quế bừa bãi gây mất vệ sinh công cộng. Mới đây, Chi cục Thú y TP.HCM đã thành lập đội săn bắt chó thả rong. Chi cục Thú y TP.HCM cũng cho biết, hàng năm trên địa bàn thành phố có 33.000 đến 35.000 người bị chó cắn phải tiêm ngừa dạy. Tính ra thiệt hại do chó cắn lên tới hơn 26 tỷ đồng mỗi năm. Thực hư sự việc này như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Thống kê năm 2017 tại TP.HCM ghi nhận có hơn 125.500 hộ nuôi chó, mèo với trên 227.260 con. Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 139.000 con chó trên 61% được tiêm ngừa dại. Điều này cho thấy số chó chưa được tiêm ngừa dại còn khá nhiều. Chó dại sẽ truyền bệnh dại cho động vật, con người qua các vết cắn, vết liếm, vết cào, da, niêm mạc bị tổn thương. Trường hợp chó không dại cắn người thì cũng phải đi tiêm phòng. Theo Viện Pasteur TP.HCM và Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, hàng năm trên địa bàn thành phố có 33.000 đến 35.000 người bị chó cắn phải tiêm ngừa dại. Bình quân người bị chó cắn tốn 800.000 đồng tiền tiêm ngừa. Tổng thiệt hại do bị chó cắn ước tính khoảng 26 tỷ đồng mỗi năm. Thưa quý vị, gần đây ở Quảng Ngãi xảy ra nhiều trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. Khi nạn nhân được đưa vào bệnh viện thì bác sĩ không thể cứu chữa được vì loại hóa chất diệt cỏ này có hoạt tính cực mạnh. Hiện nay, trên thế giới đã cấm lưu hành loại thuốc diệt cỏ này vì quá nguy hiểm, không an toàn khi sử dụng trong cộng đồng. Sử dụng trong nông nghiệp với liều lượng không phù hợp, thuốc diệt cỏ Paraquat cũng có thể gây ra những tác hại khó lường với sức khỏe cộng đồng. Thế nhưng ở Việt Nam, người dân vẫn dễ dàng tìm mua loại thuốc nguy hại này. Hai tuần nay, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. Tất cả trong số đó đều đã tử vong. Đây là một trong hai trường hợp mới nhập viện do ngộ độc Paraquat. Thuốc này không có thuốc điều trị đặc hiệu. Các cái biện pháp điều trị hỗ trợ hầu như là kết quả rất là thấp. Khi mà vào cơ thể thì thuốc này tác động độc hại trên tất cả các cơ quan như là hô hấp, để gây ra là ho ra máu, rồi là phù phổi cấp, rồi là cái kiểu ARDS, rồi sau đó là sơ phổi, thận thì gây suy thận, tuần hoàn thì gây tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, tiêu hóa thì gây loét, tiêu hóa từ loét hàm, loét thực quản, cho tới cái viêm tụy cấp, rồi tổn thương gan, rồi thần kinh thì gây co giật, rồi cái nói chung là chết trong cái bối cảnh suy đa tạng. Nguy hiểm như vậy, nhưng loại thuốc diệt cỏ này lại rất dễ dàng được tìm mua trong cộng đồng. Mua ôm anh người tập quá bán. Họ cũng bán, họ bán nhiều, ai cũng mua. Bao nhiêu một lọ? Một lọ có 45 ngàn. Hiện đã có 32 nước trên thế giới cấm lưu hành thuốc diệt cỏ Paraquat. Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định loại chất nguy hiểm này ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật, nhưng lại gia hạn đến 2 năm, tức là sau tháng 2 năm 2019 mới chấm dứt hoàn toàn việc lưu hành. Hiện tại, việc mua bán thuốc diệt cỏ Paraquat này vẫn rất công khai, dễ dàng. Thưa quý vị, khi sử dụng hóa chất trong việc sản xuất nông nghiệp, người dân cần lưu ý phải trang bị đồ bảo hộ lao động khi phun thuốc, cần cẩn trọng không để tồn dư loại thuốc này trong nhà, tránh những sự việc ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ và của tất cả mọi người. Thời gian gần đây, trào lưu đi phẫu thuật thẩm mỹ, can thiệp để thay đổi vẻ ngoài khiến cho mình đẹp hơn nở rộ.
chị em phụ nữ dễ dàng đi đến các spa thẩm mỹ viện để mà cải thiện nhan sắc. Tuy nhiên, điều này đáng nói là gần đây có rất nhiều chị em phải nhập viện vì gặp di chứng sau khi đi thẩm mỹ. Qua điều tra, trong hầu hết các trường hợp này, bệnh nhân đều đi đến những cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép. Đây là một bài học cho mọi người cần cẩn trọng lựa chọn những cơ sở uy tín để trau dồi sức khỏe và nhan sắc của mình để tránh tiền mất tật mang. Mới đây, chị em M 17 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh vừa phải nhập viện điều trị vì bị nhiễm trùng sau khi đi spa nâng mũi. Được biết, chị này đến spa tiêm chất làm đầy có xuất xứ từ Hàn Quốc. Đáng nói, cơ sở này không có giấy phép và sử dụng hóa chất xách tay không rõ nguồn gốc. Một trường hợp khác là chị L, 32 tuổi, cũng nhập viện sau khi đi nhấn lúng đồng tiền. Chị L đóng 20 triệu đồng để học nhấn má lúng đồng tiền ở một cơ sở tự phát. Trong quá trình học, chị và các học viên thực tập nhấn lúng đồng tiền cho nhau. Sau khi thực hiện, chị bị phù nề, sưng tấy và nhiễm trùng. Thì tôi muốn cảnh báo tới là các cái khách hàng khi mà muốn tìm hiểu, muốn làm cái gì đó, làm một bất cứ thủ thuật hay phẫu thuật nào đó cho mình, thì nên tìm hiểu cái cơ sở đó có được phép của ngành y tế hay chưa, và cái người thực hiện cho mình có đủ bằng cấp hay là cái chứng chỉ để hành nghề để mà thực hiện thủ thuật phẫu thuật đó hay không. Về nguyên tắc, các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đều phải treo cái giấy phép hành nghề, treo cái gọi là giấy phép đủ điều kiện hành nghề. Còn này là những cái cơ sở mà ở ngoài để mà đào tạo những cái phẫu thuật, cái này là hoàn toàn là không được phép của Sở Y tế. Năm 2016, Bệnh viện Trưng Vương chỉ cấp cứu cho khoảng 2 trường hợp bị nhiễm trùng sau làm đẹp. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay, mỗi tháng Bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận 2 ca bị nhiễm trùng hoại tử sau làm đẹp. Như quý vị đã biết, năm 2010, cầu Cần Thơ khánh thành trở thành cây cầu đầu tiên vượt sông Hậu, nối kết thành phố Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long. Sau khi cầu Cần Thơ xây dựng xong, trên sông Hậu vẫn còn nhiều bến phà, bến đò lớn đang hoạt động. Trong đó có bến phà Dàm Cống đã hoạt động từ năm 1925. Ngày nay, bến phà này thường xuyên quá tải do nhu cầu qua lại hai bên bờ sông ngày càng lớn. Năm 2013, cầu Dàm Cống được khởi công xây dựng tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Sau hơn 3 năm thi công, vừa qua cầu Dàm Cống đã được hợp long. Đây là cây cầu dây văng lớn thứ hai bắc qua sông Hậu, nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, dự tính sẽ thông xe vào cuối năm nay. Cây cầu đưa vào hoạt động sẽ giúp cho hệ thống giao thông đường bộ thông suốt giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngày 29 tháng 9, Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hợp long cầu Vàm Cống. Cầu Vàm Cống là cây cầu lớn nhất của dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong, có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ hai sau cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, nối liền huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Cầu dài gần 3.000 m, mặt cắt ngang rộng 24,5 m, đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h. Với việc hoàn thành cầu Vàm Cống và triển khai dự án xây dựng tuyến lộ tẻ rạch sỏi, sẽ có thêm một tuyến đường cao tốc nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, từ năm 2011, Chính phủ đã quyết định chọn ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày sân khấu Việt Nam. Mỗi năm đến ngày trọng đại này, các nghệ sĩ đều tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm và tôn vinh nghề nghiệp của mình. Năm nay, 100 nghệ sĩ đã cùng nhau kết hợp trong sản phẩm âm nhạc mang tên Tạ ơn Tam vị Thánh Tổ như một món quà đặc biệt dâng tặng tổ nghiệp. Tạ ơn Tam vị Thánh Tổ là ca khúc tân nhạc đầu tiên tại Việt Nam viết về tổ nghiệp sân khấu. Bài hát quy tụ hơn 100 nghệ sĩ tên tuổi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, MC, người mẫu và cả vận động viên thể thao. Với các gương mặt gạo cội như Đàm Vĩnh Hưng, Mai Thu Huyền, Trấn Thành, Việt Hương, Chí Tài. Bên cạnh còn có các nghệ sĩ trẻ như Khởi My, Hồ Quang Hiếu, Hồ Việt Trung và cả những tài năng nhỏ tuổi như Phương Mỹ Chi, Bé Bảo An, Nhật Phúc cũng chung sức thực hiện MV này. Để có được sản phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh tiết lộ anh mất 2 năm để lên kế hoạch, mời các nghệ sĩ và sắp xếp thời gian. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, ca khúc còn mang một giá trị tinh thần rất lớn, là sự kết nối tâm linh, giúp nghệ sĩ bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình với tổ nghiệp. Thưa quý vị, ca sĩ Đức Phúc được biết đến là quán quân cuộc thi Giọng Hát Việt 2015. Gần đây, anh gây chú ý khi công khai đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện và xuất hiện với ngoại hình mới.
Sau một thời gian khá yên ắng với các dự án âm nhạc, anh bất ngờ tái ngộ khán giả bằng một ca khúc mới toanh. Sau nhiều ồn ào khi xuất hiện trong hình ảnh điển trai khác xa với hình ảnh lúc đăng quang Giọng Hát Việt 2015, Đức Phúc khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung bài hát mới toanh mang tên Ta Còn Yêu Nhau. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ đã nhá hàng về sản phẩm âm nhạc với đoạn clip ngắn khiến các fan đứng ngồi không yên. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Phúc tung ra một sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Ca khúc với những giai điệu và ca từ đầy cảm xúc được kỳ vọng là một sản phẩm tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Thưa quý vị, 55 năm so với một đời người thì thực sự là một khoảng thời gian không hề ngắn. Và với một người ca sĩ, 55 năm tuổi nghề, hơn nửa đời người gắn bó với dòng nhạc tình ca và đặc biệt là dòng nhạc Trịnh thì quả thật là rất đáng để làm một đêm nhạc kỷ niệm phải không ạ? Và đêm nhạc đặc biệt mà Quỳnh Loan vừa nhắc đến chính là đêm live show Khánh Ly 55 năm hát tình ca vừa diễn ra vào tối 29 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ với 4 phần Hà Nội xưa, Trịnh Công Sơn hoài niệm, đời viễn xứ và quê hương Việt Nam. Bên cạnh các nhạc phẩm quen thuộc của Trịnh Công Sơn, Khánh Ly còn thể hiện những tình khúc của các nhạc sĩ khác như Ngô Thụy Miên, Văn Cao, Anh Bằng, Từ Công Phụng, Lam Phương. Giữa không gian ấm cúng của đêm nhạc, nữ danh ca còn kể những câu chuyện thăng trầm về cuộc đời và sự nghiệp của bà trong suốt 55 năm qua, khiến nhiều người vừa cảm phục vừa yêu quý hơn giọng ca khỏe khoắn và viết tình cảm của nữ danh ca 73 tuổi này. Cho đến bây giờ là đi hát 55 năm trên sân khấu. Một đời người thì chỉ có một lần 55 năm thôi, đâu có ai mà làm được lần thứ hai nữa. Thì biết ơn những người nhạc sĩ cho mình và cho cuộc đời những tình khúc đẹp đẽ và tốt lành như vậy. Được biết, chuỗi live show lần này sẽ còn tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước. Thưa quý vị, hiện nay khi dừng xe trên vỉa hè để vào các quán ăn hay liên hệ công việc, người dân lo ngại nhất là chiếc xe của mình không có người bảo vệ trông coi, sẽ bị những đối tượng xấu phù phép trộm mất xe trong lúc sơ hở. Thủ đoạn của những tên đạo chích thì ngày một tinh vi. Và liên quan đến vụ việc này, mới đây một người dân đã bị trộm giếng thăm lấy mất chiếc xe quay chỉ trong tích tắc. Vụ trộm xe nhanh như chớp đã được camera an ninh ghi lại và được người dân đăng tải trên mạng như một bài học cảnh giác cho mọi người khi dừng xe ngoài phố. Sự việc xảy ra tại số nhà 304 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh từ camera cho thấy hai nam thanh niên điều khiển xe Exciter lưu thông trên đường, phát hiện hai chiếc xe máy dừng trước một cửa hàng không người trông coi. Chúng lập tức quay đầu xe và dừng cách đó khoảng 2 mét. Tên ngồi sau xuống xe đi bộ về phía chiếc xe quay màu đỏ để phía ngoài, rồi bẻ khóa chiếc xe. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hắn đã phá được khóa rồi nhanh chóng nổ máy tàu thoát cùng đồng bọn. Trong phần tin tiếp theo của chương trình, khó tin nhưng có thật, một tình yêu lớn dành cho bò. Nhân chứng tình yêu từ những tờ tiền lẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa của người Ấn Độ, bò là loài vật thiêng liêng được tôn thờ như những vị thần. Hầu hết người Ấn Độ không ăn thịt bò, thậm chí là còn dí mắt bò cái đẹp như đôi mắt của thiếu nữ. Mới đây, một người đàn ông của Ấn Độ đã gây xôn xao dư luận nước này khi nâng sự tôn thờ đó đến mức không tưởng. Vì yêu bò hơn tất thải mọi thứ nên ông quyết định rời bỏ vợ con để ra chuồng bò để cùng ăn, cùng tắm, xem TV và ngủ cùng những con bò. Người đàn ông đó là ông Javi Basana, 44 tuổi. Ông nói mình có mối liên hệ đặc biệt, thậm chí là ám ảnh bởi những con bò khiến ông bỏ rơi cả vợ con để đến sống với loài động vật này. Vijay tuyên bố mình uống nước tiểu bò thay nước uống hàng ngày và ăn phân bò thay cho bữa sáng. Thậm chí từng sống 22 ngày chỉ uống nước tiểu bò. Không chỉ cùng tắm, cùng ăn, cùng xem TV và chia sẻ giường với những con bò, ông Vijay còn chi đến hơn 609 triệu đồng để tổ chức đám cưới cho chúng. Dù vợ của ông cùng người thân, bạn bè đều nghĩ ông bị điên, nhưng họ cũng nhận thấy nhờ những chú bò mà người đàn ông đã có những thay đổi tích cực. Trước đây Vijay vốn nghiện cờ bạc và có lối sống không lành mạnh. Thế nhưng kể từ khi chuyển đến ở cùng đàn bò, ông tự giác bỏ hẳn cờ bạc, thậm chí còn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao mỗi sáng.
Sau đây chúng ta cùng đến với nước Mỹ để gặp gỡ một chú bò giữ kỷ lục thế giới Guinness vì có cặp sừng dài nhất thế giới vừa bán được với giá 165.000 đô la Mỹ, gần 4 tỷ đồng tại một cuộc đấu giá ở bang Texas. Hai ông bà Richard và Jenny Phillips đã thắng cuộc đấu giá và mang về con bò đực 7 tuổi tên là Cowboy Top Jack này. Về quyết định mua bò, ông Richard Phillips nói rằng: "Tôi không hề do dự, mặc dù biết đó là một số tiền quá lớn cho một con vật. Tôi sẽ cần rất nhiều trách nhiệm với con vật này." Năm ngoái, chú bò trở nên nổi tiếng sau khi cặp sừng dài 2,56 mét của nó được sách kỷ lục Guinness công nhận là dài nhất thế giới. Nếu quý vị và các bạn muốn biết con bò cao nhất thế giới trông như thế nào, thì xin mời hãy cùng gặp gỡ Daniel, là con bò sữa giống Holstein của Hà Lan. Chú bò đực này khiến nhiều người choáng ngợp bởi thân hình khổng lồ, nặng gần 1.100 kg và cao 1,93 m. Mỗi ngày chúng ta ăn tới 45 kg cỏ khô, 7 kg thóc, uống hơn 300 lít nước và cho ra lượng chất thải gần 70 kg. Do ăn một khối lượng thức ăn lớn, vượt quá khả năng chu cấp của chủ nhân, nên Daniel đã được người chủ gửi tới một trang trại để chăm sóc nó. Thưa quý vị, trên đời có rất nhiều việc khiến cho ta phải kiên nhẫn, kiên trì theo đuổi mới đạt được mục tiêu. Thế nhưng kiên trì để gấp từng tờ tiền lẻ thành hình trái tim để mà tặng vợ như người chồng sau đây thì Quỳnh Luân thấy có lẽ là lần đầu tiên. Gấp tiền lẻ thành hình gì thì mình cũng làm được, nhưng mà quan trọng là gấp trong bao lâu thôi. Nhưng mà anh Nhật Minh có thể kiên trì gấp trong suốt 6 năm trời như anh ta hay không? Dân thưa quý vị, không chỉ lãng mạn gấp tiền thành hình trái tim mà mục đích cuối cùng của chuyện gấp tiền lẻ này mới đáng chú ý hơn cả. Và mời quý vị và các bạn cùng chứng kiến câu chuyện đang làm ấm lòng cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua. Mới đây tại thành phố Tứ Xuyên, Trung Quốc, một người phụ nữ xách tới tiệm bán ô tô một vali nặng và nói rằng muốn tậu 4 bánh về nhà. Sau khi mở vali ra, nhân viên cửa hàng không khỏi kinh ngạc khi bên trong vali chất đầy những tờ tiền 1 tệ. Tương đương 3.400 đồng và 10 tệ được gấp thành những hình trái tim công phu và đẹp mắt. Các nhân viên tại đây cẩn thận ngồi đếm số tiền lên đến hơn 20.000 nhân dân tệ, tức gần 70 triệu đồng. Người phụ nữ cho biết mỗi ngày chồng cô lấy một tờ 10 tệ và một tờ 1 tệ để gấp trái tim tặng vợ và nói rằng đây chính là chứng nhân tình yêu anh dành cho vợ. Con số 11 mang ý nghĩa cả hai chúng ta sẽ luôn bên nhau đến cuối cuộc đời, và nhân chứng tình yêu của họ đã từ vali tiền lẻ trở thành chiếc xe hơi này. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết Trung Thu về, không phải đứa trẻ nào cũng được ba mẹ mua cho những chiếc lồng đèn, những chiếc bánh, bởi cuộc sống của biết bao gia đình còn nghèo khổ, khó khăn. Nhưng với sự giúp đỡ, sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện, nhất là các bạn trẻ, đã và đang tiếp tục mang đến niềm vui cho nhiều đứa trẻ nghèo, thiếu may mắn, có được một mùa Trung Thu ấm áp tình người bằng những chiếc lồng đèn handmade. Và trong số đó có một đội sinh viên tình nguyện đã biến mùa Trung Thu trở thành mùa của sự lan tỏa yêu thương nhờ sáng kiến riêng của mình. Tất cả đều tự làm và chỉ bằng một tấm bảng. Nhưng nhóm đã gây không ít tò mò và thích thú cho những ai ngang qua công viên thành phố những dịp cuối tuần. Chín giờ sáng thứ bảy tại công viên Rubik Zoo, rất đông các bạn trẻ đang quây quần bên nhau trong không khí vui vẻ, gắn kết và đầy ắp tiếng cười để tự tay làm ra những chiếc lồng đèn giấy nhỏ xinh với các dụng cụ kéo, hồ, giấy. Không thua kém gì nữ, các bạn nam cũng tỏ ra tỉ mẩn, khéo léo xếp giấy tạo hình cho lồng đèn. Đây là hoạt động làm lồng đèn do đội tình nguyện Mầm Xanh, trường Đại học Ngân hàng tạo ra để gây quỹ hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung Thu sắp tới. Trong chương trình đợt này thì bọn em chủ yếu là sẽ gây quỹ và làm lồng đèn. Hình thức gây quỹ lần này của bọn em là sẽ là bán lồng đèn là chủ yếu. Làm lồng đèn trong vòng 22 tháng và bọn em sẽ đi gây quỹ bằng cách là liên hệ đến các trung tâm, các doanh nghiệp để bọn em bán lồng đèn. Trong đợt này thì bọn em làm đến số lượng là 2.000 cái lồng đèn. Thế nhưng điều làm nên sự khác biệt của đội lại chính là đây. Dù nằm khuất một góc trong khu công viên, thế nhưng tấm bảng mời bạn cùng làm lồng đèn
cùng thùng gây quỹ của đội Mầm Xanh lại khá bắt mắt và gây tò mò cho khách qua đường bởi nét chữ viết tay, màu sắc cùng sức hấp dẫn của những chiếc lồng đèn đung đưa trong gió. Không chỉ có các thành viên tình nguyện mà ngay cả những du khách đến công viên vui chơi cũng có thể ngồi xuống cùng chung tay tập tành, vẽ, xếp, dán lồng đèn vì lời mời dễ thương từ nhóm. Đi ngang qua đây thì thấy các bạn, các anh chị sinh viên làm một hoạt động rất là ý nghĩa, mang lại cho các em chị bé rất là nhiều niềm vui. Em thấy nó là ý nghĩa và cũng muốn tham gia để góp phần nhỏ bé của mình mang đến cho các em bé một buổi trung thu nó là có ý nghĩa. Em thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa và muốn kêu gọi tất cả mọi người đến đây cùng tham gia một chút sức thôi nhưng mà mang đến cho mọi người một niềm vui lo bự. Được biết, bìa giấy là do các xưởng in, công ty thiết kế, xưởng vẽ quyên góp. Còn phần giấy tạo hình thì nhóm phải mua về và hướng dẫn nhau cách gấp. Ngày thường, nhóm làm từ 6 giờ đến 7 giờ. Vào thứ Bảy, nhóm làm cả ngày ở trường. Và riêng Chủ nhật, nhóm sẽ tập hợp tại công viên để kêu gọi thêm mọi người cùng tham gia làm lồng đèn. Và đây là một chương trình thường niên của tụi em. Thì đội em làm chung với nhau là toàn là các bạn, chủ yếu là ở trường Đại học Ngân hàng của tụi em. Nên là không có được truyền bá rộng rãi bên ngoài. Nên là tới cuối tuần tụi em muốn thay đổi không khí. Cũng một phần là tụi em tuyên truyền cho nhiều bạn trẻ biết đến chương trình của tụi em hơn để ủng hộ hoặc là cùng chung sức với tụi em làm chung. Mong ước giản đơn nhưng vô hình đã trở thành cầu nối yêu thương, là những kỷ niệm đẹp khó quên trong lòng các bạn trẻ tình nguyện. Chẳng khéo cũng chẳng cầu kỳ, lộng lẫy như bao chiếc lồng đèn làm sẵn khác, nhưng chắc hẳn đây sẽ là những chiếc lồng đèn đẹp nhất, rực rỡ nhất trong mùa trung thu năm nay đối với những ai dừng chân ghé lại cùng nhóm làm lồng đèn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.